Xin chào các quý vị, các thầy và các bạn. Thưa các quý vị, kế thừa truyền thống y học cổ truyền để lại, tôi là bác sĩ lương y Đỗ Nguyễn Thiều, truyền nhân đời thứ 19, dòng họ Nguyễn Bá, đã thành lập kênh YouTube Dr. Đỗ Nguyễn Thiều Official. Với mong muốn đem những bài thuốc quý của dân tộc tới với nhiều người, mang hạnh phúc, niềm vui, sức khỏe tới cho mọi nhà. Hoa dâm bụt, cánh đơn màu vàng. Cây dâm bụt tên khoa học là Hibiscus, tên tiếng Trung là Su Diễm, tên tiếng Anh là Hibiscus rosa sinensis, tên tiếng Pháp là Hibiscus rose de Chine, tên tiếng Nga là Hibiscus kitaisky. Hoa dâm bụt nhìn mong manh nhưng rất đỗi yêu kiều. Đây là cây dâm bụt lùn, hoa vàng, có chiều cao cây nhỏ nhắn, chỉ từ 30 đến 40 cm. Lá xanh đậm, to bản. Hoa dâm bụt có nhiều màu sắc đẹp như màu hồng, đỏ, vàng, tím, trắng, bung lớn, hoa sai và nở liên tục, giúp làm nổi bật không gian. Nguồn gốc của hoa dâm bụt. Hoa dâm bụt có nguồn gốc ở Đông Nam Á. Cây thường được trồng tại các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Hoa dâm bụt trên thế giới có hàng trăm giống khác nhau với đa dạng màu sắc, đặc tính. Tuy nhiên, hoa không có mùi thơm. Hoa dâm bụt được trồng ở rất nhiều quốc gia trên thế giới. Bởi thế mà ở mỗi quốc gia, loài hoa này lại mang một ý nghĩa biểu trưng khác nhau. Ở Malaysia và Hàn Quốc, người ta chọn hoa dâm bụt làm quốc hoa. Dâm bụt đỏ là hoa biểu trưng của đảo Hawaii ở Mỹ. Ở Ấn Độ, hoa được dùng trong thờ phụng các nữ thần Devi. Đây là loại hoa được lựa chọn làm quốc hoa của Hàn Quốc. Vẻ đẹp dịu dàng với sắc hồng tươi, điểm đỏ ở chính giữa. Ở Việt Nam thì hoàn toàn ngược lại. Chúng tượng trưng cho những người con gái có lối sống không đàng hoàng, lành mạnh, lẳng lơ và không chung thủy. Bởi theo quan niệm dân gian thì hoa dâm bụt thường mọc ở hoàng rào, ai qua lại cũng có thể dễ dàng chiếm ngưỡng, ngắt hái hoa. Cũng chính vì thế mà loài hoa này tuyệt đối không được dùng để tặng người yêu, bạn gái. Bộ phận sử dụng: lá, vỏ thân, vỏ rễ và hoa của cây dâm bụt đều được dùng làm thuốc. Theo y học cổ truyền, dâm bụt có vị ngọt, hơi đắng, nhớt, tính bình, quy kinh thận, có tác dụng thanh nhiệt, tiêu viêm, lợi tiểu, chỉ huyết, giải độc, cố tinh, sát trùng. Dâm bụt được dùng để điều trị viêm niêm mạc dạ dày, ruột, đại tiện ra máu, kiết lỵ, mất ngủ, khô khát, đái tháo đường, bạch lỵ, bạch đới, mộng tinh, mụn nhọt, lở ngứa, sưng tấy. Ngoài ra, dâm bụt còn được sử dụng ở một số quốc gia để làm thuốc điều kinh như ở Trung Quốc, Philippines, Ấn Độ, Malaysia, Qatar.
để kích thích sổ nhau thai sau khi sinh ở Malaysia, để điều trị ho, viêm họng ở Malaysia, Nepal, Haiti, để điều trị bệnh lậu ở Malaysia, ở Qatar. Cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.